Hôm nay em sẽ test chất lượng âm thanh cho anh chị nghe trên con MK3 của hãng Arian này, bass 4 tấc này là như thế nào nha. Hát cực kỳ ấm nha mấy anh chị. Rồi, vô nha. Sống riêng một mình, nhà ở bên em sống trong giàu sang, quanh gặp như đại trang, đi về sẽ đón đưa. Đêm đêm dưới ánh trăng thêm, tôi với cây đàn âm thầm thở than, và cô nàng bên sông mỗi lúc lên đèn. Anh chị đã nghe chất lượng âm thanh là như thế nào chưa? Cực kỳ ấm và mic cực kỳ bắt nha. Đó, rất chi là sáng luôn. Dạ. Dòng loa Arian này MK5 này vừa mới ra mắt luôn đó. Dạ. Đây. Cho lại anh chị xem thử mẫu thiết kế này là như thế nào. Đó, đẩy đi cực kỳ là tiện lợi nha. Đó, rất chi là dễ dàng luôn. Dành cho anh chị nào chơi trên bàn tiệc 450 người. Dạ, cảm ơn mấy anh chị.